Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu? Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Lao động, thu tích và hưởng dụng của cải một cách chính đáng là những việc tốt lành. Vì bao lâu chúng ta còn sống thì bấy lâu chúng ta vẫn cần có năng lượng để hoạt động. Nhưng phẩm giá con người không cho phép chúng ta chỉ dừng lại nơi những thực tại hữu hình ở trần gian này. Vì như người xưa thường nói, cuộc đời như cảnh phù du, sớm còn, tối mất, công phu nhọc nhằn. Hay như lời ông Kohelet: Phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Vì thế thật sai lầm nếu ai đó coi của cải vật chất và những thú vui ở đời này như cứu cánh cho cuộc đời mình, bởi sớm muộn gì chúng cũng tiêu vong. Thánh Vịnh 39 nhắn nhủ: Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi, làn gió thoảng, kia cóp mà chẳng hay, ai sẽ hưởng dùng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, sự sống viên mãn, sự sống hạnh phúc tròn đầy và sự sống trường cửu mới đáng là điều con người phải kiếm tìm và đầu tư lâu dài trong suốt cuộc đời mình. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta phải biết hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Đặc biệt, cần ghi nhớ lời Đức Giêsu khuyến cáo: Anh em hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Chúa, ở một thế giới đầy thực dụng, xin cho chúng con biết nhận ra sự tương đối của thế giới chúng con đang sống, đồng thời biết khao khát kiếm tìm đời sống tâm linh. Nhờ đó, đang khi chúng con hưởng dụng của cải vật chất đời này, chúng con cũng biết tin tưởng và chuẩn bị cho đời sau. Đó là sự sống mới trong Đức Kitô. Amen.